Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang quan tâm và theo dõi kênh Xe Hay Và Đam Mê. Và vừa rồi một vài hình ảnh để chào mừng quý anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Xe Hay Và Đam Mê. Và số hotline của em Dũng đó là 0964 834 834. Chúc anh chị một buổi sáng mồng 1 may mắn, một đầu tháng thực sự là may mắn và một tháng làm ăn rực rỡ anh chị nhé. Và một chiếc xe màu đỏ tri ân trong buổi sáng ngày hôm nay, để cho anh chị nào quan tâm tới một mẫu xe SUV đường phố, một ông vua đường phố, được sản xuất năm 2020 với khối động cơ 1.0 EcoBoost, được trang bị full công nghệ và cực kỳ hiện đại, và với mức giá tri ân ngày mùng 1 ngày hôm nay cực kỳ là rẻ và tuyệt đối là một chiếc xe chất lượng để anh chị có thể tham khảo ở đây. EcoBoost 2020 chị nhé, bản Titanium 1.0 với khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ 1.0 và được trang bị turbo tăng áp. Và anh chị có thể nhận thấy được rằng với cái mẫu xe Ford đến từ thương hiệu Mỹ này thì cái mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này cực kỳ là tối tân. Các anh chị có thể thấy được là với một chiếc xe mà nó chỉ có 5,6 lít trên 100 km ngoài đô thị thì thực sự đây là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất với thị trường bây giờ. Và với cái mức nhiên liệu đắt đỏ như thời điểm này thì thực sự đây là một chiếc xe nó sẽ mang lại nhiều những cái tiết kiệm chi phí cho anh chị để anh chị có thể và anh chị thấy được rằng là gì đây, với mẫu Ford này thì nó được thiết kế là một mẫu SUV cỡ nhỏ và là được mệnh danh là ông vua đường phố. Anh chị có thể nhận thấy được là thiết kế của mở cửa cốp của chiếc xe Ford nó cũng là một thiết kế độc đáo mà không một chiếc xe nào mang lại được. Anh chị có thể nhận thấy được rằng là xe được mở cửa phía ngang, cho nên là khi anh chị có thể khuân vác đồ đạc ở vào trong phía cốp này thì ta sẽ cảm thấy được là khá là thoải mái và khá là rộng rãi để đồ nó không bị vướng víu. Và toàn bộ các chi tiết này, anh chị nhìn này, của chiếc xe này là đẹp xuất sắc và nguyên bản nhá. Bên em thì những cái chiếc xe lướt như thế này thì phải đảm bảo luôn luôn là những chiếc xe chạy cực kỳ là ít và là những chiếc xe mà nguyên bản 100% từng chi tiết và từng con ốc luôn. Và thực sự đây là một chiếc xe quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn này chị nhé. Với sự lựa chọn trên 500 triệu đồng thì em chắc chắn một điều là không có lựa chọn nào tốt hơn. Xe được trang bị khá nhiều những công nghệ cao cấp mà anh chị có thể được hưởng thụ đấy ạ. Anh chị nhìn đây, thứ nhất là ghế da này, hai là trần vẫn là trần nỉ nguyên mới này, màn hình theo xe này. Và đặc biệt đây là một bản form mới. Đây, anh chị có thể thấy được là điều đặc biệt khi mà em đóng cửa cốp vào thì đây là phiên bản form mới 2020. Cuối 2020 cho nên xe đã được trang bị lốp treo ở phía dưới gầm, không còn trang bị treo ở phía đằng sau vướng víu nữa, mà nó đã được thiết kế một cái form giống hệt như phiên bản cao cấp hơn, đó là Ford Everest, đúng không ạ? Nhìn ở đây phía sau ta có thể nhìn thấy được chiếc xe tương tự như một chiếc Ford Everest. Và đây là phiên bản nó có giá trị cao hơn rất nhiều so với phiên bản lốp treo anh chị nhé. Đấy, một chiếc xe mà với trị giá trên 500 triệu đồng mà ta lại sở hữu quá nhiều những công nghệ, form dáng đẹp, màu rất là phong thủy vào buổi sáng mùng 1 ngày hôm nay sẽ có một mức giá thực sự tri ân cho tất cả quý anh chị muốn mua một chiếc xe màu đỏ và một chiếc xe mang lại sự may mắn cho gia đình. Anh chị có thể nhận thấy được chiếc xe được trang bị nào là ghế da cao cấp này. Đây này, option này, ghế da cao cấp này. Đấy, anh chị nhìn thấy ghế gần như đây là một chiếc xe mà còn mới cứng luôn anh chị nhé. Xe còn mới cứng luôn và xe mới chỉ lăn bánh mới có bao nhiêu km thôi. Order của nó thực sự là quá là ít anh chị ạ. Đây để em bật cái order cho anh chị nhìn nhé. Order của xe là mới lăn bánh hình như có hơn 1 vạn thôi anh chị ạ. Hơn 1 vạn thôi anh chị nhé. Hơn 1 vạn km quá là ít luôn. Từng chi tiết của chiếc xe nó thể hiện là cái chất lượng này. Đó anh chị nhìn này, chất lượng này. Đó, toàn bộ vô lăng được thiết kế theo form dáng kiểu mới. Và xe được trang bị chế độ đây là chế độ bật đèn pha này. Các nút điều chỉnh các chế độ này 1, 2, 3, 4 này. Và toàn bộ cửa gió điều hòa này. Và toàn bộ tất cả các trang thiết bị anh chị nhìn này. Táp bảng táp lô xe được trang bị da cao cấp. Xe được trang bị bản hai túi khí anh chị nhé. Và xe trang bị đề ấn nổ sát tốp này, vành đúc này. Đấy, màn hình thiết kế form mới rất là đẹp và trang bị các công nghệ theo xe. Đây anh chị nhìn này. Đấy. Đây, chế độ nghe nhạc này, chế độ nghe gọi này và chế độ điều khiển này, kết nối wi-fi này, đúng không ạ? Đấy, điều hòa hai vùng độc lập này,
điều hòa hai vùng điều hòa này thì được trang bị, đây là chỗ điều chỉnh gió này, đây là chỗ điều chỉnh nhiệt độ này, đây là một vùng độc lập rồi, và thiết kế hộp số rất là cao cấp, và cái củ số được thiết kế hiện đại, và đây khẳng định đây là một chiếc xe quá xuất sắc luôn anh chị nhé. Và có hai cổng cắm USB cũng như là sạc điện ở đây 12V đấy, chìa khóa cao cấp. Nói chung là chiếc xe này là một chiếc xe xuất sắc anh chị nhé. Và anh chị có thể nhận thấy được là xe được trang bị khá nhiều công nghệ như cảm biến gạt mưa, đèn auto, những công nghệ cao cấp dành cho một cái chiếc xe phân khúc dạng SUV. Và đây là một chiếc xe có giá trị phù hợp nhất cho anh chị muốn đầu tư một chiếc xe SUV mà đi gia đình. Đây anh chị có thể nhận thấy được là tất cả các phím mở cửa cũng được trang bị khá là cao cấp, khóa mở cửa và tất cả các phím chức năng, một kính lái auto. Chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới từ ở trong hãng ra đâu các anh chị nhé, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng ra đâu. Tất cả các chi tiết nhựa cao cấp khá là chuẩn mực, và hệ thống chống ồn, cách âm chống ồn của chiếc xe là cực kỳ là cao cấp luôn và chuẩn mực anh chị này. Và phải nói rằng đây là một chiếc xe mà đã được qua tuyển chọn khá là kỹ lưỡng của bên showroom rồi. Và khi anh chị lựa chọn những sản phẩm của bên em hoàn toàn có thể được cam kết bảo hành tất cả các chất lượng của xe, bao test hãng nha anh chị nhé. Và cái mức giá của bên em ngày mùng 1 hôm nay sẽ tri ân với anh chị khi mà anh chị cảm thấy rằng chiếc xe này phù hợp này, bao test hãng nếu sai bên em nhận lại xe. Vâng, và chiếc xe này đến đây không đẹp bên em cũng trả lại toàn bộ chi phí phát sinh khi anh chị lăn bánh đến đây. Đây anh chị này, ghế sau gần như không có người ngồi luôn, mới cóng luôn anh chị nhé. Tất cả các chi tiết ghế da là mới cóng, là nguyên bản, và ghế da là cao cấp trang bị của hãng cho chiếc xe này. Một chiếc xe quá chuẩn mực, và xe trang bị đèn ở phía sau này. Vâng, thực sự là đẹp, đèn ở phía sau nữa này. Đấy, trần giấy bóng nguyên như mới luôn. Phải nói rằng chiếc xe này được thiết kế là một thiết kế hiện đại theo form dáng mới. Trước kia ta có một cái lốp treo ở phía sau nhưng nhìn nó khá là vướng víu. Thì bây giờ cuối 2020 thì hãng đã cắt cái phần lốp treo đó, treo xuống phần dưới gầm để cho cái chiếc xe được gọn gàng hơn. Chính vì thế cho nên nhìn chiếc xe này, nó là một cái chiếc xe có form dáng đã được phá cách và chuẩn mực hơn. Tất cả lớp sơn xi ngoài gần như nguyên bản 100%, chủ nhân đi cực kỳ là giữ gìn. Lốp còn theo xe đúng một dàn luôn, không có thiếu một cái gì cả anh chị nhé. Lốp còn mới, xe chạy có hơn 1 vạn thì không còn có điều gì để phải bàn nhé anh chị ạ. Đây, tất cả các chi tiết xe là chuẩn mực này. Đó, là chuẩn mực và chuẩn chỉ. Xe đẹp phải nói là xuất sắc anh chị nha. Và đây, từng cái phiên bản táp lô của xe là còn đẹp xuất sắc luôn. Đấy, về nội thất là không thể chê được rồi. Và về phần vỏ ngoài của xe, như em đã nói, anh chị đến đây là kết luôn. Bởi vì toàn bộ sơn xi của xe là sơn xi nguyên bản, cho nên nhìn nó rất là tươi và mới anh chị nha. Phần phía đầu xe thì được thiết kế đèn bi xe lông và giải led ban ngày. Vâng, cho ánh sáng tốt và khá là đẹp mắt đây, trong vắt đây. Hai cái đèn không khác gì một cái đèn xe mới cả, bởi vì là xe là sản xuất 2020 cho nên là vó vẫn còn nguyên bản như mới. Xe đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2023, còn rất là dài. Xe này thì bên em cũng đã chủ động rút hồ sơ cầm tay rồi anh chị nhé. Cho nên nếu như anh chị cần sang tên trong ngày, bên em vẫn có thể đáp ứng được. Đó chính là một cái điều kiện khá là tuyệt vời để anh chị có thể là có một cái phương hướng chốt chiếc xe này của bên em. Đây, 4 lốp theo xe rất là mới luôn, chiếc xe khá là mượt mà. Khi mà anh chị đến với kênh xe và đam mê của em Dũng thì thực sự tất cả những chiếc xe bên em sẽ thực hiện quay rất là chi tiết về tất cả các hạng mục. Đấy, chị có một cái nhìn tổng quan nhất. Đây chị nhìn này, tất cả các đường nét là liền khít nhau, sơn tươi mới, bởi vì đây là toàn lớp sơn xịn thôi. Lớp sơn xịn của xe nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác anh chị này. 4 lốp theo xe cả ra, xe chạy đúng hơn 1 vạn 1 vạn 3 anh chị nhé. Xe xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn. Phần thanh ở phía bên trên vẫn còn nguyên này. Đấy, anh chị nhìn này, toàn bộ các chi tiết xe phải nói là quá đẹp luôn, không còn điều gì để chê nữa. Vậy thì bây giờ xin mời anh chị tới phần gầm của chiếc xe này để ta có một cái nhìn tổng quát về cái chiếc xe mà anh chị đang quan tâm, với chiếc Ford EcoSport được sản xuất 2020 với phiên bản cao cấp nhất 1.0 EcoBoost có trang bị turbo tăng áp. Vâng, và khi anh chị tới kênh bán hàng thì bên em sẽ quay cho anh chị toàn bộ chi tiết tổng thể của một chiếc xe. Và đó chính là sự yên tâm và tất cả các kênh bán hàng khác không làm được. Và khi anh chị mua một chiếc xe thì đã có tổng thể rồi thì ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin cũng như là sự uy tín của cửa hàng. Anh chị có thể nhận thấy một cái chiếc xe nó còn nguyên bản, nó không đâm xô tai nạn, thì nó cái phần bộ phận càng ngang này là nó sẽ là nguyên zin, nó không bị cong vênh. Vâng, nếu những chiếc xe nào mà bị đâm xô
mà bị cong vênh ở phần càng A thì chắc chắn những chiếc xe đó nó sẽ vận hành cực kỳ là kém chất lượng, mang lại cái sự bất an cũng như là không an toàn cho người sử dụng. Đây chị nhìn này, tất cả các chi tiết rồi rotin của xe là còn rất mới, hệ thống càng A và hệ thống củ phanh là còn mới chóa luôn anh chị nhé. Tất cả các chi tiết xe là còn chuẩn mực. Và khi bên em về nhà và ngay cả lúc đi mua là cũng kiểm tra rất là kỹ về cái chất lượng của xe bán ra. Chính vì thế cho nên là những chiếc xe của bên showroom bên em luôn luôn là những chiếc xe đảm bảo về chất lượng, về hệ thống khung càng gầm của chiếc xe để anh chị có độ yên tâm tuyệt đối. Và bây giờ ta sẽ đi vào phần máy của xe để anh chị có thể nhìn này, từng cái ống tiêu nó còn nguyên bản, chưa từng bong chóc. Đời 2020 thì anh chị biết rồi, chắc chắn là phải nguyên zin đúng không ạ? Nếu như nó bị va chạm hoặc là bị vặn một con ốc thôi thì chắc chắn chiếc xe đó ngập nước hoặc là nó sẽ bị thổi gioăng đúng không ạ? Đây anh chị nhìn này, từng con ốc là nguyên bản, là xịn sò và chuẩn mực luôn. Đấy, những con ốc đáy máy, đáy mặt số là nguyên bản anh chị nhá. Đây 2020 thì tất cả những cái tem mác của này nó còn nguyên bản theo xe luôn. Và thực sự thì đây nó là một chiếc xe nó quá chất lượng rồi. Quá chất lượng và chuẩn mực rồi. Đấy, khô ráo luôn. Và khẳng định nó là một chiếc xe đẹp chuẩn mực luôn. Đẹp từng chi tiết, đẹp từng milimét luôn nhé. Và chiếc xe nó quá chuẩn và quá xịn sò luôn. Máy móc nguyên zin rồi. Khung gầm không bong chóc, không bị xô. Tất cả các phần đấy, phần gầm phía dưới thì anh chị có thể thấy được là đã chủ nhân cũ đã sơn một lớp sơn chống rỉ rồi. Nó sẽ rất là ok. Anh chị sơn, nếu như mua xe mới anh chị đi sơn một lớp sơn chống rỉ này cũng mất khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Và anh chị đã được sơn như thế này là chiếc xe đã được bảo vệ rồi. Đây là cái phần anh chị nhìn phần babole này, nó tuyệt đối là nguyên vẹn và không bị sập anh chị nhé. Những chiếc xe mà sập thì khi anh chị nâng gầm lên thì ta sẽ kiểm tra được cái phần babole này nó còn nguyên vẹn hay không. Tất cả đều bị bọc gỗ hết, được bọc gỗ hết này. Tất cả các chi tiết xe này anh chị nhìn này, phần càng phía sau nó còn nguyên vẹn và còn cứng cáp chuẩn mực như thế nào, đúng không ạ? Tất cả các chi tiết đạt chuẩn. Và kiểm tra xem xe có bị xô phía sau không thì nâng gầm lên anh chị sẽ kiểm tra được, đúng không ạ? Đây phần chassis phía sau nó không có bị cong vênh móp méo, nó còn nguyên bản thì có nghĩa là chiếc xe là zin. Và tuyệt đối phần ống xả của xe anh chị nhìn nó sáng trắng luôn, nó được thiết kế bằng lớp thép không rỉ, cho nên anh chị thấy được là nó còn rất là đẹp, đúng không ạ? Và khi nâng gầm lên như thế này thì tuyệt đối là an toàn rồi. Và anh chị tiếp cận với showroom của bên em là anh chị tiếp cận với những sản phẩm là tuyệt đối là chất lượng và được bảo hành cam kết, nhất là những chiếc xe đời lướt 2020 như thế này thì nó phải là chuẩn mực 100%. Và bây giờ em Dũng xin mời anh chị tới phần tiếp theo của cái chiếc xe này để ta có cái nhìn tổng quan nhất về cái chiếc xe mà anh chị đang quan tâm. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, và bây giờ anh chị sẽ tới phần đầu xe một cách chi tiết hơn một chút này. Về phần đầu xe thì được trang bị mạ chrome này ở phía phần mặt ca lăng này, nhìn khá là sáng với thương hiệu logo Ford ở phía giữa. Và toàn bộ đèn của xe là vẫn là đèn zin và nguyên bản. Đây anh chị nhìn này, không khác gì một chiếc xe mới nhé. Toàn bộ tất cả các chi tiết của xe là zin và nguyên bản. Và tất cả các con ốc của xe là bảo hành, chưa có một cái tác động của cơ lê mỏ lết đâu anh chị nhé. Xe nó còn nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Chung chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới cả anh chị ạ. Đây toàn bộ tất cả những con ốc xe là còn nguyên zin và nguyên bản luôn. Chiếc xe này phải nói là chiếc xe đẹp tuyệt đối luôn đấy anh chị nhé. Đẹp tuyệt đối luôn. Và tất cả những cái keo chỉ cột kèo của xe là zin và nguyên bản này, không có một tì vết nha anh chị nhé. Mới kính cong luôn anh chị nhé. Thực sự thì với mùng 1 ngày đầu tháng này, nếu anh chị chốt được chiếc xe này mang về sử dụng thì cực kỳ là may mắn luôn. Vâng, và bên em sẽ chỉ cần anh chị nhiệt tình, chỉ cần thiện chí gọi điện tới số của em Dũng với số hotline 0964 834 834, là anh chị sẽ chốt được giá đẹp nhất anh chị nhé. Bên em bao bảo hành test hãng cho anh chị với chiếc xe đang bán đây. Và tất cả các chi tiết của chiếc xe này là đẹp như một chiếc xe mới. Và khi mua một chiếc xe lướt là anh chị đã được chủ xe trang bị khá nhiều những cái đồ chơi công nghệ cũng như là các form dáng của xe này. Tất cả các chi tiết kèo dàn cò và từng con ốc chân máy là zin và nguyên bản. Xe đẹp xuất sắc luôn anh chị nhé. Xe đẹp xuất sắc với khối động cơ 1.0 EcoBoost và được trang bị turbo thì nó lại càng khỏe khoắn và càng mạnh mẽ cũng như là càng tiết kiệm hơn với cái chiếc xe xuất sắc này. Và bây giờ anh chị sẽ quan sát tổng thể chiếc xe này một lần nữa trước khi mà quyết định có thể là ủng hộ em Dũng chiếc xe này một cách nhanh nhẹn nhất với những cái chi tiết mà em Dũng quay khá là chi tiết ở đây.
Vâng, và chiếc Ford EcoSport phiên bản 1.0 EcoBoost này thì bên em đang chào bán với mức giá đó là 585 triệu đồng. 585 triệu đồng cho cái giá của ngày mùng 1 đầu tháng may mắn cho tất cả quý khách hàng. Và nếu như anh chị nào thực sự quan tâm và cảm thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu sử dụng thì anh chị hãy điện thoại và alo trực tiếp, kết bạn Zalo với em Dũng để có thể là có cái mức giá thực sự yêu thương trong buổi sáng ngày mùng 1 ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, rất nhiều anh chị sẽ yêu thích cái dòng xe này, bởi vì đây là một cái dòng xe SUV cỡ nhỏ, một ông vua đường phố, anh chị có thể sử dụng khá là gọn gàng. Và nó còn một đặc điểm khá là cao cấp nữa, đó là đây là một chiếc xe cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Với khối động cơ 1.0 trang bị thêm turbo nữa thì nó là chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất thị trường hiện nay. Và lại là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn, là một chiếc xe lướt đã qua sử dụng, nhưng mà chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới như ở trong hãng anh chị nhé. Không khác gì một chiếc xe mới như ở trong hãng, đẹp dã man luôn anh chị ạ. Vâng, một chiếc xe tuyệt vời. Vậy nếu như anh chị quan tâm thì đừng chần chừ và đừng ngần ngại gọi điện và kết bạn Zalo với em Dũng để có thể có được một chiếc xe đẹp trong một ngày mùng 1 đầu tháng như thế này. Vâng, anh chị nhìn xuất sắc không ạ? Vâng, khẳng định với anh chị, nếu anh chị lựa chọn chiếc xe này sẽ là một cái sự lựa chọn thực sự xứng đáng và sáng suốt. Cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý khách hàng.